Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một tuyệt phẩm bolero nữa đã được thể hiện bởi nữ ca sĩ tóc ngắn Cẩm Ly. Yeah. Mỗi một cái sếp là thay đổi một cái kiểu tóc rất là khác nhau, nhưng mà em nhìn thấy tóc ngắn trẻ hơn nhiều luôn á chị. Dạ. Yeah. Là tóc dài dạ hơn hả? Là tóc dài dạ hơn hả? Là tóc dài dạ hơn hả? Không, ý em nói là mỗi con sếp nó khác nhau. Thật ra là đã quen với cái mái tóc dài rồi. Yeah. Cho nên khi làm một cái tóc khác cảm thấy nó không có quen, thay đổi cái cặp mắt của nhìn không quen, mà không biết là khán giả có thấy quen hay không, cho nên là rất là phân vân, rất là ngại. Yeah. Không biết là nó làm sao nữa. Đẹp đó chứ, đúng không quý vị? Yeah. Lạ thì chắc chắn là lạ hơn thường rồi, nhưng mà còn không biết nó đẹp hay không, hay là nó trẻ hơn như Khang nói hay không thì không biết. Và chắc chắn một điều là nó mát hơn. Yeah. Không có đâu. Ừ, nó khó chịu lắm đó. Cho em hỏi một tí xíu là thông thường mỗi cái ca khúc mà mình hát á thì nó khoảng là 5 phút. Nhưng mà lần này á, chơi luôn một cái liên khúc 30 phút. Nó có khiến cho quý vị khán giả sẽ khó khăn trong cái việc mà lắng nghe ca khúc của mình một cái series 30 phút này hay không? Cái này thì thật sự ra là khi mình làm một cái gì mới, thật sự là cái phản ứng và cái tiếp nhận của khán giả sẽ như thế nào. Nhưng mà trước mắt á, thì nếu như mà những vị khán giả mà thật sự yêu dòng nhạc này á, thì mà Ly nghĩ là khi nghe lại những cái bài hát này, những cái bài hát rất là quen thuộc này, những cái bài hát phải nói là giống như kinh điển luôn, thì sẽ rất là thích. Và hy vọng rằng là tiếng hát của mình, những cái bài phối, tất cả mọi thứ nó sẽ cuốn hút mà người nghe để mà có thể nghe trọn vẹn 30 phút như thế này. Nhưng mà cái đó cũng là trong cái sự mong muốn và trong cái khi mà mình làm sản phẩm mà mình suy nghĩ như vậy. Nhưng mà khi mà nó ra rồi thì mới biết được cái hiệu ứng như thế nào, quý vị khán giả sẽ ủng hộ như thế nào. Thì rất rất là mong là nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả để Cẩm Ly cũng như toàn bộ ekip của mình có thể có thêm nhiều động lực và ra thêm nhiều sản phẩm trữ tình bolero nữa. Dạ, quá tuyệt. Theo quan điểm cá nhân của em thôi nè, em thích, em thấy thuê. Bởi vì sao? Thưa quý vị, bình thường là như thế này, chúng ta nghe 5 phút là chúng ta sẽ chuyển qua một cái ca khúc khác. Nhưng mà lần này nó tổng hợp nhiều ca khúc hay của nữ ca sĩ Cẩm Ly mà được hòa âm phối khí rất là chỉnh chu. Hãy tưởng tượng một cái đoạn đường mà mình đi về quê của mình, nó xa ha. Mà bây giờ bình thường như là mình nghe một cái đĩa thì hết bài này nó qua bài khác, nhưng mà đôi khi cái tông của cái bài nó lại khác nhau đi nữa. Bây giờ nó nguyên một cái liên khúc đi nghe hết 4 cái series, à không, 8 cái series của chị là về tới quê luôn. Gì dữ vậy, tới 8 cái, quê nào xa dữ vậy? Thì ví dụ như quê em ở Phan Thiết hay là Mũi Né. Không gió đâu Phan Thiết đâu mà nghe tới 8. Mỗi series 30 phút, em nghe 8 cái là gần 20... Đó, chi vậy, tính cộng, tính nhân, chị khổ vậy đó ha. 24 tiếng. Làm đi từ đi. 12 tiếng. 4 tiếng. Thấy chưa? Em nghe nguyên series 4 tiếng là em về tới Phan Thiết rồi. Yeah. Tự hại mình. Cái đó là thật ra thì đúng như Khang nói, nếu mà cái mạch cảm xúc mà như quý vị đang yêu thích cái ca khúc đó và cái khâu chọn lựa bài nó cũng rất là quan trọng. Yeah. Nó sẽ dẫn dắt người nghe cảm thấy thích thú và cảm thấy lôi cuốn để đi nghe tiếp một cái bài kế tiếp đó là cả một vấn đề. Bởi vì cái tâm huyết thì rất là nhiều, cho nên là rất là mong đang chờ đợi sự vận hồi của khán giả đi ạ. Dạ, câu cuối thôi. Dự định nếu mà cái này thắng, có thừa thắng xông lên làm tiếp cái series tiếp theo không? Dạ, cái này tại vì thường thường đó, như quý vị đã từng thấy những cái tự tình quê hương của Cẩm Ly hoặc như là cái vòng quanh ký túc xá, cái lúc mà mình làm mình không có nghĩ là nó sẽ là 1, 2, 3 hay là nó là một chuỗi. Nhưng mà khi mà mình có những cái sáng kiến, mình có những cái ý nghĩ đó mình làm ra, thì cái chương trình ra thì lại nhận được rất là nhiều cái sự đồng tình, sự ủng hộ của khán giả. Cho nên tự nhiên, mặc nhiên nó lại đẻ ra cái vòng quanh ký túc xá 2. Chứ lần đầu nếu quý vị xem kỹ, nó không có cái chữ vòng quanh ký túc xá 1, mà nó chỉ là vòng quanh ký túc xá. Và sau đó là được rất là nhiều sự hưởng ứng của sinh viên, tất cả mọi người, thì nó ra cái vòng quanh ký túc xá nó là 2. Cũng như tự tình quê hương nó cũng vậy, nó không có số 1 ạ. Nói là chung là nhiều khi mình không có tính, nhưng mà nó được đón nhận quá. Nó được đón nhận. Thế là mình quyết định mình làm tiếp những cái sản phẩm tiếp theo, đúng không? Cái đó là cái động lực đó, cho nên là nếu như, là chữ nếu như nữa,
thì cũng có thể, tại vì thật sự làm cái liên khúc này thì nó người ta hay chọc là hao bài lắm. Một lần một series mà tập cũng cực nữa quý vị, tại vì nói như thế này, chia sẻ là để hát nguyên một cái series như vậy, ngoài việc tập luyện còn phải nhớ lời. Nhớ lời đó, nhớ là cái điều... đoạn vào nữa. Nhớ đoạn rất vào là nhiều. Dạ. Nhưng mà em tin là chạy nha chị. Em là không biết như thế nào mà em ngồi dưới em phê, em thích. Vậy là trước mắt là Cẩm Ly đã có được một người ủng hộ rồi đó quý vị. Có một khán giả ủng hộ rồi đó. Còn khán giả ở đây, quý vị thấy được không quý vị? Đó. Một lần nữa thì thay mặt cho những người đồng hành yêu thương chị Cẩm Ly, em xin chúc cho chị với cái sản phẩm này đón nhận được rất nhiều sự yêu thương của quý vị khán giả, được không ạ? Vâng, cảm ơn và hy vọng là sẽ được dư lời của Khang Trúc, và cũng như là sẽ có được nhiều khán giả mà coi như là ủng hộ Cẩm Ly trong những cái ngày đầu tiên như thế này, giống như Khang Khang. Xin cảm ơn chị rất nhiều, xin cảm ơn. Đời anh hoa gấm chung đôi, đời em giờ thoáng mây trôi, nghe mưa bụi thắm tình đơn côi.